Đây là chợ huyện Lý Sơn với đặc sản hành tỏi Lý Sơn. Hành, tỏi, tỏi bột, rau cau. Đây là chúng ta sẽ vô xem thử cái chợ hành tỏi Lý Sơn xôn tụ vui vẻ buổi sáng như thế nào. Buổi sáng bà con đang buôn bán hành tỏi. Chào cô. Dạ. Bữa nay hành bao nhiêu một ký? Mấy 20.000 mới hả một ký hành? Dạ. Hành rẻ hả? Đây bà con mình đang mua hành. Dạ. Từ từ đồ bán mà, từ đồ bán. Hành tỏi. Đây chợ hành Lý Sơn đây bà con. Bữa nay bao nhiêu một ký hành? 20.000 mới từ bơ, rẻ quá vậy. Qua chợ hành rồi thì chúng ta sẽ đi vào trong xem thử ở trong này. Chợ Lý Sơn thì các mặt hàng tiêu dùng thì cũng giống, thì cũng phong phú và đa dạng. Dạ, chào cô. Đây. Dạ, bây giờ con đi quay dưa này dưa đất này. Chợ Lý Sơn, chợ huyện rất là vui. Chợ huyện Lý Sơn rất là vui, đặc biệt là bà cô bà dễ thương, bà cười đó. 65 tuổi rồi con. 65 tuổi rồi con. Rồi. Hàng la ghim. Hàng rau củ quả. Dạ đưa hết lên. Dạ. Đó. Đặc biệt là gặp anh Nghĩa nữa nè. Rồi. Ở ngoài chợ. Ra ngoài chợ. Nhìn vô trong. Ra ngoài chợ rồi cả nhà. Ra ngoài đường. Buổi sáng là cũng nhộn nhịp. Buổi sáng là cũng nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp. Đặc sản rau xôm nè. Rau xôm rất là ngon. Rồi. Đi một vòng là hết chợ rồi. Chợ Lý Sơn buổi sáng rất là nhộn nhịp. Rồi. Hai bên đường có rất là nhiều hành tỏi. Đó, tỏi đen. Dạ. Bây giờ quay phim mới chưa mua. Quay phim là mua giùm để cho nha. Và một ký tỏi một là bữa nay là bao nhiêu vậy? Cái này con này 300. 700. Con này 900. 900. 300. 300 cũng có luôn. 300 đó, ba hội lợi. Ba lợi luôn 7 rồi. 7 9 3. Rồi. 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 3. 120. 100. 120. 100. 100. 100. 100. 100 ngàn. Hành tím 225. Hành tím trong kia thì 20, còn này 25, ok. Cái này trong kia 20 là nó nhỏ hơn cái này, chị làm chân rồi. À đây làm sạch sẽ rồi hả? Sạch sẽ chị bắt, sạch sẽ. Ok, còn hành mà đặc biệt là 30. Rong biển. Rong biển. 25. 25 ngàn một túi rong biển. Rồi. Rồi. Đó. Rồi túi đen 215. 215 gụ. Rồi, rồi cái này 115 nhỏ. 115 nhỏ. Cô Út, tỏi đen. Rất là nhiều thứ. Hàng của Phú Sinh hả? Phú Sinh rất là nhiều. Rồi ok. Rồi cảm ơn cô đi bán bá giùm. Rồi. Chúc mùa mai bán đát. Rồi. Có một em này bán dưa Lý Sơn hay là dưa trong đất liền? Đây Lý Sơn nè, dưa đất liền nè. Rồi. À trời ơi. Đi đây. Không. Cái tiền đây. Qua cái gì cũng được tiền hết trơn. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Một thoáng chợ Lý Sơn buổi sáng cho bà con thấy là được rồi. Cảm ơn rất nhiều.